Chào mừng quý vị đã đến với phần 2 của bản tin trong nước. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan hoàn thiện phát triển thị trường phát điện cạnh tranh, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để hình thành thị trường bán buôn đúng lộ trình. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương sớm phê duyệt, đưa các nhà máy điện đủ điều kiện tham gia thị trường điện. Các đơn vị phát điện khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để sớm đưa vào tham gia nhằm tăng tỷ lệ các nguồn điện. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu xây dựng đề án đưa các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ vận hành hệ thống và thị trường điện. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu sửa thông tư 41 quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện. Theo lộ trình, thị trường điện Việt Nam sẽ hình thành và phát triển theo 3 cấp độ. Phát điện cạnh tranh từ năm 2005 đến năm 2014, buôn bán cạnh tranh từ năm 2015 đến năm 2022 và bán lẻ cạnh tranh từ sau năm 2022. Hiện Việt Nam đang ở bước cuối cùng của thị trường phát điện cạnh tranh và sắp sang giai đoạn buôn bán cạnh tranh. Trong một loạt động thái nhằm cải cách thuế, hải quan, Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Tài chính đề xuất Quốc hội bỏ mức trần khống chế 15% đối với tất cả các khoản chi phí như quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi của doanh nghiệp. Trước đó, khi luật thuế doanh nghiệp đưa ra sửa đổi vào tháng 6 năm 2014, đã có nhiều ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp đề nghị dỡ bỏ trần các chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị. Bởi thực chất, các chi phí này đều được tính vào chi phí bán hàng, giá vốn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải tự tính toán để có giá cạnh tranh. Việc e ngại doanh nghiệp lợi dụng chính sách hạch toán không đúng, đẩy chi phí quảng cáo ảnh hưởng đến thu ngân sách là chưa có cơ sở. Tuy nhiên, luật sửa đổi khi thông qua vẫn giữ nguyên mức khống chế này mà không khống chế ở một số khoản chi cũng mang tính quảng cáo tiếp thị như chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tổ chức hội chợ, triển lãm. Theo các chuyên gia, việc dỡ trần khống chế chi phí quảng cáo có thể mang lại nhiều lợi ích như tăng thu ngân sách, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Và chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn nói đến con số 3%. Đây là mức lãi suất mà thành phố Hồ Chí Minh đang kiến nghị chính phủ áp dụng khi cho vay đối với người mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Thời gian cho vay ở những khoản này có thể lên đến 15 năm. Hiện nay, mức lãi suất ưu đãi áp dụng với khoản vay mua nhà ở xã hội là 5% một năm. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành thủ tục đưa vào sử dụng 376 căn nhà ở xã hội và chuyển đổi gần 1.400 căn tái định cư sang nhà ở xã hội. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 10 dự án nhà ở xã hội đang trong quá trình xây dựng và 6 dự án khác đã hoàn tất thủ tục đầu tư. Thưa quý vị, các trạm dừng tuyến xe buýt nhanh BRT của thành phố Hồ Chí Minh có thể được thiết kế hiện đại theo hình hoa sen nở cách điệu, có tích hợp tấm pin năng lượng mặt trời. Đây là một phương án vừa được Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố công bố sáng nay ngày 9 tháng 9. Thưa quý vị, tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ sẽ là tuyến đường đầu tiên được triển khai hệ thống xe buýt nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, thì trong tương lai những cây cầu bộ hành như thế này sẽ được tích hợp với các trạm dừng chân của tuyến xe buýt nhanh để trở thành lối dẫn khách sang hai bên đường. Theo thiết kế, làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh sẽ là làn đường trung tâm và các trạm dừng xe buýt cũng sẽ được thiết kế ngay tại giữa làn đường. Cụ thể, các trạm dừng được thiết kế bằng khung thép theo hình hoa sen nở cách điệu. Bên ngoài trạm dừng chân sẽ được bao bọc bằng những bức tường cây xanh. Đặc biệt, trên mái trạm dừng được tích hợp những tấm pin mặt trời để tạo năng lượng duy trì cho hoạt động của hệ thống đèn quạt làm mát bên trong trạm dừng. Riêng bên trong sẽ được thiết kế theo từng module với bàn soát vé, khu vực nhà chờ và khu vực cho khách lên xe buýt. Theo bà Nguyễn Thị Bích Hằng, tư vấn trưởng nhóm nghiên cứu khả thi của dự án giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh, hiện chi phí đầu tư cho mỗi trạm dừng xe buýt nhanh chưa được xác định, nhưng ban quản lý đang tính đến phương án tích hợp tất cả các cái công trình hiện hữu nhằm giảm chi phí đầu tư của các nhà chờ xe buýt. Thì em biết là cái tuyến đại lộ Đông Tây ấy, thì hiện nay đã có 10 cái trạm dừng đi bộ, cái cầu bộ hành đi bộ rồi, cho nên là chúng tôi tận dụng toàn bộ các cái cầu bộ hành này. Đấy, thì không tốn kém cái phần đầu tư. Thế còn ở những cái vị trí khác thì tùy vào cái công suất hành khách mà băng qua đường thì chúng tôi chủ yếu là thiết kế các cái đường dẫn cùng mức. Các đường dẫn cùng mức này thì không tốn kém đầu tư xây dựng mà chỉ tốn là đầu tư cái đèn tín hiệu điều khiển cho cái người đi bộ.
Dự kiến ban quản lý sẽ tiếp tục lấy ý kiến và hoàn thiện thiết kế này trước khi trình Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 tới. Mặc dù được động thổ vào tháng 4 2010, nhưng đến nay dự án bãi đậu xe ngầm công viên Lê Văn Tám vẫn chưa thi công. Theo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Không gian ngầm IUS, chủ đầu tư dự án thì có thể đến quý 2 năm 2015, công trình này mới có thể triển khai. IUS cho biết dự án đang trong quá trình thương thảo để ký lại hợp đồng BOT và triển khai thiết kế kỹ thuật. Sau khi có thiết kế kỹ thuật sẽ trình Bộ Xây dựng thẩm định, sau đó trình Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh bản vẽ và xin giấy phép xây dựng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ theo kế hoạch, dự án sẽ tiến hành khởi công trong quý 2 năm 2015. Cũng theo IUS, kể từ khi động thổ đến nay, dự án vẫn chưa thể thi công do thiết kế phòng cháy chữa cháy phải chỉnh sửa, cập nhật nhiều lần dẫn đến thiết kế cơ sở cũng phải điều chỉnh. Dự án bãi đậu xe ngầm công viên Lê Văn Tám có quy mô 5 tầng ngầm với tổng diện tích hơn 72.000 m², chứa khoảng 2.000 xe máy, 1.250 xe ô tô, 28 xe buýt và xe tải. Ngoài ra còn có khu thương mại 3 tầng với diện tích khai thác gần 31.000 m², tổng vốn đầu tư trên 100 triệu đô la Mỹ. Vừa rồi là phần 2 của bản tin trong nước, tiếp theo sau sẽ là phần cuối cùng với những nội dung chính. Ngành thép lo thép Nga đổ bộ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh Thuế quan Nga-Belarus-Kazakhstan có hiệu lực. Cuộc trao đổi với đại diện Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh về một loạt vấn đề nóng trong ngành công nghệ thông tin lĩnh vực phần cứng.